đi đâu á? Tập thể dục phòng gym á. À, tập thể dục phòng gym á hả? Ô, xe đẹp quá ha. Cái này chiếc cái này hồi xưa hay chiếc mới vậy anh? Cái này chiếc mới mà nó xe cổ. À, xe cổ hả? Chiếc này bây giờ giá nó khoảng bao nhiêu tiền anh? Chiếc này mình lấy hơn 60 triệu. Hơn 60 hả? 60 hả? Ồ. Ồ, đã quá ha. Hay là anh ngừng lại cho em quay phim chút xíu được không? Đi, chỗ anh em mà quen biết nhau xưa giờ mà. Rồi. Rồi, anh đây. Cái con mà con này nè. Anh dở mặt ra cho. Cái con này nè là cái này nước sơn nó làm sao anh? Dán đờ can hay là dán đờ can hả? À. Lấy khẩu trang ra luôn anh, nhìn cho đẹp trai đó. À, bao nhiêu năm rồi thấy anh vẫn còn khỏe quá ha. Dạ, vẫn còn khỏe chứ. Nhà còn nuôi gà tây không anh? À, dạ sao ngỗng dịch rồi hả? Dạ. Anh ơi, chiếc xe này là anh lấy tới 40 triệu luôn hả? À, 60 triệu luôn hả? Cái này là mình dán đờ can hay sao? À, dán lên nhìn nó đẹp quá ha. Rồi mình dán về rồi đi rồi mấy anh trên có nói gì không? Xe cổ mà, có gì đâu. À, xe cổ hả? À, vậy hả? Cái này là nó sản xuất năm nào anh? Dạ. Trước năm 75 hả? À, cái hàng này bây giờ nó hiếm không anh? Chắc hiếm nha. Dạ. Hiếm lắm hả? Là em thấy anh chạy gì mà hồi nãy em dí thử á, là tốc độ xe của em là công tơ mét nó lên là gần 80 km. Dữ vậy? Dạ, gần 80 luôn anh. Anh chạy máy 150 125 à. À, máy 105 à. Cái này công tơ mét nó còn không anh? Còn nè. Còn hồi nãy rồi nãy anh chạy anh thấy nó có lên không? Có lên 6-7-80. À vậy, đỡ quá. Dạ, à, anh đi tập à? Ủa, ơi. Dạ, ồ đẹp quá, 125.